afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mọi người thấy là mình đổi được cái intro mới của bạn ăn mì vẽ và làm cho mình rất là xinh xắn, rất là dễ thương đúng không? Có rất là nhiều ý kiến thì mình cũng sẽ thu nhận và xem xét để sửa trong thời gian tới. Thực ra thì cũng nhờ rất là nhiều mọi người kiểu như là vừa xem rồi góp ý chân thành, rồi thay đổi từng ngày từng giờ. Chẳng hạn như là bảo đừng ớ nữa thì cũng ớ. Mà nhiều khi nói những cái từ mà kiểu như là nó này kia thì mang tính cho vui thôi, chứ không có gọi là đi quá sâu vào cái nghĩa của từ đó. Chỉ gọi phong vậy thôi chứ chẳng muốn nghĩ sâu xa để làm gì. Thôi bà cá. Sao nó biết tôi ở đây vậy? Cút đi. Sao nó biết mình ở đây hay quá vậy? Núp kỹ lắm luôn á. Hay là do còn dấu chân ta? Đúng sao ca đây Minh chị ơi. Cá skin đẹp quá. Mình cũng đang suy nghĩ theo kiểu có nên ấy không. Không có chơi cái trò bling nha. Thôi tôi xuống đây. Sợ có bling là dễ ăn tẹt rô lắm. Cút dao không? Ok. Cút liền. Sân chơi này là của mẹ. Ghê thấy không? Nó bling thấy không? Trời đất ơi. Cái đầm này đúng đẹp luôn á. Mọi người có đi may hay là may cho phụ huynh, tặng cho phụ huynh thì mình nghĩ là may cái kiểu như vậy nè, gạch đính thêm mấy cái bông hoa mà kiểu màu khoai môn lên là đúng đẹp luôn. Nhưng mà thường thường thì mình thấy giống như là mẹ của mình hay là dì của mình thì không thích cái kiểu hở vai vậy. Nó phải kín đáo. Kiểu không quen. Nhưng mà thấy ở bên nước Mỹ, nước đồ họ mặc cũng rất là xịn đấy chứ nhở. Nước Mỹ họ mặc kiểu thoải mái, đồ đạc của họ nhìn cũng rất là phong cách thời thượng luôn. Trời ơi, đúng là giấy hồi trinh. Ôi cái hầm ở đây nè. Á à. Thấy cái hầm ở đây không dám vào. Ấy cái đầm có cái bông hoa cắm viền ở ngay ngực nhìn đúng đẹp luôn. Ôi ôi, nó ăn chay niệm Phật thì sao, tự nhiên nó cho mình ngồi trên đây. Gặp như tôi là tôi cho xuống hầm rồi, nó vẫn còn nhân đạo chán. Ê mọi người cứu xong đỡ cho tôi được hít được không? Hoặc là chạy ra cho mình ám lên miếng kiểu vậy. Cứu cứu cứu, nó ném cái fly dao đi rồi. Ok. Ê có ai cho tôi ra? Ồ chưa chưa. Cho ám miếng coi. Ui. Cút đi. Ủa cái con dao của nó xuyên cả cái ván kiểu mình đập xuống luôn kìa mấy má. Có bạn nào cho xin đứng gần gần mình ám miếng coi. Ui. Trời ơi. Có ai không cho ám miếng? Không có ai hết trơn vậy. Thôi lên cầu trượt. Mình nghĩ lên cầu trượt là an toàn nhất ấy. Mà mọi người thấy hồi nãy mình rất là đây. Cho ám miếng, cho ám miếng. Thôi, chọn ám bạn này. Bay, hay quá. Hay quá, cover đúng hay luôn. Được bay nữa chứ. Trời ơi, sướng. Nhìn con búp bê thấy ghê. Rồi mất dấu rồi, ok. Rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi.
Ở trận này thì mình bé gái mang nhánh 6 đi cứu người, mà thường thường thì cầm nhánh 6 toàn bị cai đầu không à. Game này kiểu cơ chế của nó sắp xếp kiểu vậy sao á, nó lạ lùng lắm. Ê mọi người để ý hai cái tay của bé gái khi mà biến thành dạng áo một người không? Nó cứ đập 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 giống như cánh vậy. Lên tàu luôn, lên tàu luôn. Nó bling đấy, nó bling đấy. Ôi chết rồi, nó lên xe kìa. Bay được không, bay được không? Hay. Nó mất bling rồi. Trời ơi, sao không nhảy xuống đi, còn đặt cái đòn bẩy làm gì bà nội. Rồi sao tôi cai. À, nó phi một cái giống như bà cố nội nó tới vậy đó. Trời đất ơi, phi cái mà tình ngủ luôn á. Giấy viết gì nhầm nhò gì, giấy hồi chinh, giấy chùi đít. Bạn này không chịu trượt, cầu trượt xuống còn đặt bẩy ra cho nó đâm. Chán bạn này ghê. Là hai đứa mình có thể nương tựa nhau mà sống, chứ có chết vậy đâu. Ok, để mình chui vô xem mấy bạn này chơi kiểu gì nha. Ủa cái hầm đây nè. Ủa Tiên Tri vô cổng đi, cái hầm đây rồi. Rồi nó bơi kìa. Rồi ông Tiên Tri cũng còn ở ga 1 nữa. Đang ở ga 4, ở ga 1. Chết rồi, nó tới nó cam cái hầm rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Trời ơi, ông Tiên Tri ông ga 4, ông còn nhảy sang đây nữa. Hello, mình quay trở lại trận đấu thứ hai ở Bệnh viện Thánh Tâm với bé gái Skinhead. Cái hồi mà ra cái bé gái này là kiểu nó cũng rất là rầm rộ luôn. Kiểu NE rất là đầu tư cho nhân vật bé gái nha. Một cái map mới này, xong rồi một cái lối chơi mới. Mình thấy nhân vật này cũng có khá là nhiều người quan tâm ấy chứ nhở. Tuần này mình chơi hết một tuần, sau đó là cũng sẽ thứ ba hay thứ tư tuần sau thi ấy, thi có một buổi xong lại về là chuẩn bị đóng học. Ừ, nói tới đóng học nữa, ngày mai mình phải dòm xem sao để mà xem thời gian để đóng học phí, chứ không đóng là bị chửi. Hu hu hu. Wow. Một người mê mua phụ kiện như mình đây thì cũng nói thật sự là nó cũng không muốn mua phụ kiện của Jack, mặc dù nó có nhiều màu thiệt. Ủa? À, đi đuổi bệnh nhân rồi. Hầm ở đây nha mấy ông bà. Bữa nay về livestream thì mình sẽ live vào mấy ngày cuối tuần. Mấy ngày cuối tuần mới rảnh. Còn trong tuần thì chơi như bình thường thôi. Chắc là ngày mai tối nay hay gì đó là sẽ chơi gác mộ. Tại vì tự nhiên hôm nay đợt này mình chơi gác mộ, mình lấy skin sớm ghê. Bình thường mình toàn phải mượn mọi người để review trước ấy, mà bữa nay mình toàn chơi bên nick mình, nó toàn full điểm tuần không à. Trời ơi, tôi thấy mà tôi tỉnh ngủ liền luôn. Ê, khéo mất dấu rồi á. Không, tim đập dữ vậy. Ôi, mất dấu rồi. Ôi, đập gượng. Rồi, mình ra để mình heal luôn. Rồi, bà bé girl, bà đứng nhìn tướng thì ghét không? Banh hai cái háng ra, bắt đầu là chổng mông lên chị thương. Rồi, để mình đi cứu.
Yên tâm, có bé Gơ lo nha. Bé Gơ có nhánh 6. Cái giấy nó bị delay ấy, cho nên là ném thì cũng cần khoảng 1 giây hoặc 1 giây rưỡi nó mới có tác dụng. Chứ nó không có tác dụng liền liền giống như sọ mỹ nhân hay điện giật của tù nhân gì đó. Bởi cho nên là nhiều khi nó xuất hiện nhiều cái trường hợp như là giấy hồi đòn hay là cái giấy... Sợ lắm mọi người. Nhiều khi mà đẩy hân là phải đẩy từ xa. Chứ nếu như mà đẩy theo kiểu gần gần, ủ cái gió nó bay kìa. Trời ơi nó xa. Hay. Rồi để mình nhập vô cho bạn Kai này. Vô. Nhảy quá. Hay. Đừng có mơ chạm vô chủ tế. Đây mình đỡ trong hit. Ui. Đã tách ra rồi đấy. Nhưng mà không có trúng. Đỡ cho một gió rồi. Nhưng mà không có được. Hai bên kia đang sửa máy rồi. Mà may là bệnh nhân đang sửa máy với các mổ đấy. Chứ nếu như mà sửa máy với mình thì bị giảm tốc độ giải mã nữa. Ok, đi luôn, ra cứu luôn. Trời ơi. Tôi xỉu. Ui, ui nổ máy kìa. Trời ơi. Cái đó có phải gọi là nổ dơ hay là nhổ sạch vậy? Mà may nó không đánh trúng mình quả đấy. Ủa? Chứ quả đấy mà nổ máy rồi đánh trúng chắc xỉu quá. Ê ông Jack này có coi clip tôi không vậy? Sao mà cay vào chủ tế mà được bảo giết cho bằng được ấy. Nó không thèm cam cổng bên này luôn. Kìa chủ tế đang bị đuổi. Mọi người có thể kiểm tra vị trí đồng đội bằng cách ấn vào cái skill ấy. Mà bé gái thì bị giảm sức mạnh ở một chỗ là cái tiếng mà tele to hơn để hiển thị vị trí khi mà đang tele. Rất là mệt. Thôi vô thôi. Ổn áp rồi, trận đấu này thắng rồi, ngon rồi. Rồi còn tele qua đây là trễ rồi má. Ok, vậy là mình kết thúc video clip đây nhá. Hoặc là mọi người vào video lần sau và chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ. Và ngày mai thì mình sẽ cố gắng review về skin của các mộ nha. Bye bye.